TV256 xin mến chào quý bà con cô bác và quý anh chị em thân mến. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của vợ chồng Tổng thống Trump không? Bà vợ Tổng thống Trump TV thấy rất là tự nhiên. Một người mà lên khi mà làm tổng thống của một quốc gia đó, mà không phải là chỉ có mình ông Tổng thống Trump không, gần như là tất cả các quốc gia trên thế giới họ đều nói chuyện rất là hoạt bát, và mình thấy hay lắm, mà mình chưa bao giờ mình được thưởng thức những cái bài mà nói chuyện của nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, những người mà cầm quyền đó. Bởi vì mình cho họ là cầm quyền, họ không phải là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo là những người được dân bầu ra, thì người dân họ sẽ bầu những người tài giỏi nhất để mà lên làm tổng thống. Còn mình thấy ông chủ tịch nước của mình đó, ông tổng bí thư của mình đó, trời ơi, mình thấy ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, thưa quý anh chị em. Mình thấy cái nước mà xã hội chủ nghĩa là nó vậy đó. Cái con người mà họ cầm quyền trong cái xã hội chủ nghĩa mà suốt mấy chục năm trời đó, TV256 chưa từng thấy mà một người nào mà có đủ cái khả năng để mà lãnh đạo cái đất nước. Nó thô bỉ vô cùng luôn. Tại sao mà một cái đất nước mà không tìm được một cái người mà nói năng tài giỏi cỡ mà thủ tướng Nguyễn ông thủ tướng mà Phan Văn Khải đó, trời đất ơi, ông cầm cái giấy mà ông gấp cái giấy mà gấp gấp làm 4 làm 8 mà mở miệng không nói không được. Làm sao mà lãnh đạo được? Làm sao mà người dân có thể tin tưởng được? Thành ra những người đó không bao giờ được dân bầu, mà được đảng rồi cử lên thôi, rồi đảng bầu mình ên thôi. Từ cái chức mà thủ tướng, chủ tịch nước rồi đó, không có một người nào mà có khả năng mà xứng đáng mà bằng tất cả những người livestream mà hiện tại ở trên Facebook, ở YouTube. TV nghĩ họ không xứng đáng rồi xách đôi dép nữa. Nó thật á, nó điều nó nhục nhã mà không thể nào thay đổi được, tại vì nó không có bầu cử tự do. Thành ra hôm nay đó thì TV mạo muội muốn dịch ra tất cả những gì mà bà tổng thống và ông tổng thống nói nha. Mời quý anh chị em nghe ha, và nghe thì TV sự thật thì muốn có cái sự bình luận một chút xíu, thành ra nhiều khi TV phải ngắt khoảng một chút nha. Thank you. It is wonderful to be here today in the beautiful city of Miami. The president and I are honored to stand. Bà nói là thật là tuyệt vời khi bà có mặt ở một cái thành phố rất là đẹp, xinh đẹp ở Miami. Miami là một cái thành phố ở tiểu bang Florida. With all of you, as we together support the people, great people of Venezuela. Bà nói là tổng thống và tôi rất vinh dự được gửi đến các bạn khi chúng tôi tập hợp ở đây để hỗ trợ người dân vĩ đại great people of Venezuela, của nước Venezuela. I'm proud to be here with you in the United States of America as your. Bà rất là hãnh diện được ở đây ở Hoa Kỳ với các bạn. First lady.
như là cái người mà đệ nhất phu nhân, đệ nhất phu nhân. Many of you in the room know what it feels like to be blessed with freedom after leaving. Nhiều bạn trong phòng biết cảm giác như thế nào được ban phước với sự tự do. Under the oppression of socialism and communism. Sau khi mà sống dưới cái sự áp bức của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Thấy không? Bà Tổng thống bà nói cả hai, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nha. Bà lên án cả hai đó, là có cái sự mà oppression là áp bức, đàn áp á. Là trong đó có Việt Nam, trong đó có Trung Cộng, đúng không? Không có tha đâu, và không có tha. nghe cái bài diễn văn này rất là đã đó quý anh chị em. Thành ra TV thấy cái tầm quan trọng của nó, thành ra TV là bỏ biết bao nhiêu thì giờ công sức để mà đánh tiếng Mỹ rồi dịch ra tiếng Việt rồi để mà phổ biến cho đến bà con ở trong nước. Thành ra bà con trong nước nhiều khi không hiểu được đó. Thành ra bữa nay đó là bây giờ đó ở đây đó là cỡ khoảng 4 giờ sáng rồi. 4 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 2019. Và TV 256 vẫn còn thức để mà hoàn tất cái công việc của mình. Mình thấy nó rất là bổ ích cho những người dân trong nước. Và TV xin tiếp tục nha. In Venezuela, the people are on the brink of reclaiming their own liberty. Ở xứ tự do đó, người dân đang trên cái bờ vực để mà đòi lại cái quyền tự do của họ hôm nay. Today we must let the Venezuelan people hear us all with one united voice. There is hope. Chúng ta phải để cho người dân Venezuela nghe tất cả chúng ta bằng cái giọng nói mà kết hợp, united là kết hợp đó. Giọng nói mà đoàn kết đó. Hope we are free and we pray together loudly and hope là chúng ta được tự do và chúng ta cầu nguyện cùng nhau cầu nguyện lớn và hãnh diện. Proudly that soon the people of Venezuela will be free. Là rất sớm là người dân ở Venezuela sẽ được tự do. As well. Tự do cũng giống như chúng ta, as well là cũng giống như chúng ta. My husband is here today because he cares deeply about the current suffering in America. Là chồng của tôi hôm nay anh ấy cũng rất là quan tâm sâu sắc, deeply là sâu sắc, là về cái sự suffering, là sự mà đau khổ hiện tại đó của nước Venezuela. This afternoon, he has an important message to share, ladies and gentlemen. Và ông ta sẽ có những cái lời mà để gửi đến cho các bạn ha. Ladies and gentlemen là những người đàn ông và những người đàn bà. Gentlemen, it is now my pleasure to introduce my husband, và tôi rất là sung sướng để giới thiệu cho các bạn là Tổng thống của nước Mỹ là Donald J. Trump. Hai vợ chồng người ta thấy kết hợp vui vẻ không? Quý anh chị em thấy toàn là người dân ở đây họ vui vô cùng luôn. Họ ngưỡng mộ đó.
Họ những ngưỡng mộ những người mà tài ba, tài giỏi như vậy. Ở trong quốc gia, xứ sở, đất nước mình có khi nào mình thấy được những hình ảnh này không thưa quý anh chị em? Chưa bao giờ. Bởi vì người dân mình sống rất là khổ bởi những người mà cầm quyền. Họ rất là ác độc với người dân. Họ che giấu những tin tức đó. Họ che giấu và họ đầu độc người dân bằng những cái 900 tờ báo, 900 cái cơ sở truyền thông nữa là đầu độc người dân không có biết sự thật ở ở nước ngoài. Ông Nguyễn Ngài, người ta làm những chuyện rất là tự nhiên và không bao giờ mà người ta xếp đặt hết. Người ta xếp đặt để mà làm những cái chuyện mà kỳ quái như trong đất nước ấy. Rồi. Hay, hay, nghe nghe rất là hấp dẫn, nghe rất là hấp dẫn nha. Thank you very much, Melania. America is truly blessed to have such a. Bà nói là cảm ơn bạn Melania rất nhiều, phải không? Extraordinary, right? Extraordinary. Là bà nói là một người, bà là extraordinary, là người mà không có gọi là không có bình thường đó, là cũng như là một người phi thường đó. Đúng rồi, phi thường, dịch và phi thường là đúng rồi. Bà rất là một người phi thường, cái người mà first lady đó, là cái người đệ nhất phu nhân, rất là phi thường. She's extraordinary, she really is. She really cares about people. She care about people. Hello, là họ lo về cho people. Rồi ông nói. Miami, I am thrilled to be back in the state. Ông nói I really gọi là hello Miami, là hello những người dân ở thành phố Miami, là tôi rất là cũng như là sung sướng đó. Thrilled to be back. I love. With so many proud, freedom-loving people. To cái tiểu bang mà họ ổng rất là thích. So many proud, freedom-loving patriots, là những người mà chiến đấu cho tự do đó, những người mà yêu thương tự do đó, ổng rất là hãnh diện. Patriots, we're here to proclaim a new day is coming in life. Ông đến đây để tuyên bố cái điều mà những cái ngày mà đến Latin là đến Mỹ Châu Latin nha. Ông tuyên bố cái điều đó. Tuyên bố một ngày mới đó. Ở Venezuela. The Western Hemisphere. Socialism is dying. And qua cái bán cầu Tây đó, là xã hội chủ nghĩa bị chết, hiểu không? And liberty, prosperity, and democracy are. Và tự do, sung túc và dân chủ, thịnh vượng đó, prosperity là thịnh vượng đó. Are being reborn. Là được sanh lại, tự do, thịnh vượng và dân chủ đã được sanh lại. Today our hearts are filled with hope because of the determined. Và today là ngày hôm nay đó, trái tim của chúng ta đã đầy hy vọng. Bởi vì determination là sự quyết tâm. Determination of millions of everyday Venezuelans. Của hàng triệu người hàng ngày đó của nước Venezuela. Venezuelan là những người the patriotism of the Venezuelan National Assembly and là cái chủ nghĩa yêu nước của Quốc hội Venezuela.
rất là incredible, là rất là tuyệt đó. The incredible courage of interim president, là cái lòng can đảm rất là tuyệt vời của tổng thống lâm thời Juan Guaido. Juan Guaido, Juan Guaido nghe. The people of Venezuela are standing for freedom and democracy. Cái dân tộc Venezuela đang đứng dậy cho cái điều mà tự do và dân chủ. And the United States of America is standing, và nước Mỹ đang right by their side. Ra đang đứng bên cạnh họ. Nước Mỹ đang đứng bên cạnh họ. Let me begin by thanking the great leaders here today who have... Để ông ta bắt đầu cảm ơn những cái người mà lãnh đạo ở đây là ở Florida đó. Today have been such incredible champions for the cause of liberty. Coi như là những người champion, là những người mà chiến thắng đó, trong những cái trận đấu đó, thì coi là những người tài giỏi. For the cause of liberty là cho cái chính nghĩa tự do nha. The cause of liberty. And these people love you and they love Venezuela. Và những người này love các bạn, thương mến các bạn và cũng thương mến người Venezuela. And they love Cuba. And they love all of the places that were... Và họ rất yêu mến Cuba và họ yêu tất cả những nơi mà đang có những cuộc đấu tranh đó, fighting. Newly elected and already doing an... Những người mà mới được bầu lên đó, những người mà Florida mà mới được bầu lên và đã làm những công việc công việc tuyệt vời. Là ông nói về cái ông governor là thống đốc của Ron DeSantis. A man who I call, especially when we're talking about Cuba, Venezuela. The man mà ông đặc biệt ông nói về Cuba với Venezuela và Nicaragua là mấy cái nước mà nó theo cái xã hội chủ nghĩa đó. Venezuela, Nicaragua, he knows a lot, and he's a friend of mine. Là ông rất là biết, cái ông mà thống đốc này ông rất là biết, biết nhiều về cái nước xã hội chủ nghĩa như vậy. Và một người bạn, Senator Marco Rubio, người bạn của tổng thống là thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông Marco Rubio là ông cũng qua bên Colombia đó, để mà làm sao mà chuyển những cái thùng hàng để mà cứu trợ cho người dân Venezuela. Thành ra TV nhớ đến cái ông thượng nghị sĩ là Marco Rubio. Ông này cũng rất là nổi tiếng. A great governor. He gave Ron a little bit of a head start. He did a fantastic job in Florida. Đó thì ông khen tặng đó mấy người đó. Former governor and now senator Rick Scott. Đó, rồi cũng có ông khen tặng cái người mà Rick Scott nữa. Somebody that I've gotten to know very well, especially as to the fact that my... Là ông nói đặc biệt là cái sự thật là cái trái tim của ông, trái tim của ông đang ở Venezuela. Representative Mario Diaz Balart. Rồi ông cũng chào đón người dân biểu Mario Diaz là cũng ở tiểu bang Florida đó. Ambassador Carlos Trujillo. Rồi
Ông nói với ông đại sứ Carlos Rio. Rồi ông governor ông mà phó governor đó là ông phó thống đốc á là Janet Nunes. Our new and great Attorney General Ashley Moody. Và ông nói lời chào đến cũng như là thẩm phán Ashley Moody. And to so many other dedicated public officials that are in this room right now. Và tất cả những người mà công chức làm việc ở trong cái phòng này. Và bây giờ ông cảm ơn rất là nhiều. Thank you also to Secretary of Commerce Wilbur Ross who's with us. Và ông cảm ơn Bộ trưởng về Thương mại đó, ông Wilbur Ross. Ambassador Lighthizer. Rồi đại sứ Lighthizer. Lighthizer, I have to say, just got back from a place called China. Là cái đại sứ đó, ông đến từ từ China nha, từ Trung Quốc á. Cái ông đại sứ này. And boy, oh boy, we're making a make a lot of progress. Là đại khái là ông nói cái vấn đề mà thương mại mà rất là có tiến triển với Trung Quốc. We're making a lot of progress. In the meantime, billions and billions of dollars are coming in. Là trong lúc đó đó hàng hàng tỷ đô la đang đến. To our treasury, it's very simple. Đến tới cái treasury là cái kho tàng cái kho tàng. It's very simple. All works. That never happened before. Là chưa bao giờ mà đã xảy ra như thế. Country, gọi là ông không có biết rằng là cái feeling, là cái cảm giác là cái quốc gia này. Bất bây giờ thì chúng ta mới có cảm giác được, là hồi nào giờ nó không xảy ra. Bây giờ chúng ta mới thấy nó xảy ra, là những cái đồng tiền bí lên đã là mà đến với nước Mỹ, đến với kho tàng của nước Mỹ. We also want to extend our deep appreciation to the. Là muốn gửi những cái lời sâu đậm cảm appreciation là cũng như là cảm ơn đó. The president of Florida International University, Dr. Mark Rosenberg. Là đến ông chủ tịch của International University đó là ông Dr. Mark Rosenberg nha. Cái đại học gọi là đại học quốc tế ở Florida đó đã đang tổ chức cái này. For hosting this important event. Finally, I want to thank each and every. Sau cùng ông muốn cảm ơn đến tất cả mọi người. Every person in this wonderful audience who has made. Tất cả những khán giả ở trong phòng họp này, phòng hội thảo này. Your own stand for human dignity, and that's probably just about all of you. Dạ, ông cảm ơn tất cả mọi người về cái giá trị gì đó nãy nó qua rồi tôi bị không nói. And I want to especially thank the. Và tôi đặc biệt muốn cảm ơn tất cả những người mà Venezuela. Island exile community. Những người mà lưu vong, cái cộng đồng lưu vong của Venezuela đã làm rất là nhiều để mà ủng hộ cho Tổng thống Guaido, để mà tổ chức cho những người cái lòng yêu nước á. Back home. Thank you very much. Giúp đỡ cho rất nhiều cho cái những người mà ở Venezuela.
Coi như là ông cảm ơn tất cả mọi người thôi. Tại vì ở bên đó nó có cộng đồng mà lưu vong của Venezuela ở ở Miami nè, nó tại vì nó kế thì nó kế cái nước mà Cuba đó. Thành ra Cuba cũng vượt biên ra rất là nhiều. Thì mấy cái nước đó thường thường là nó nói chuyện bằng cái tiếng Spanish á. Thì cộng đồng Venezuela, cộng đồng Cuba rất là nhiều ở Florida. We are profoundly grateful to every dissident. Là chúng tôi rất là cảm ơn, gọi là sâu đậm đối với những người mà bất đồng chính kiến đó. Every exile, every political. Là đến những người mà đến những người mà lưu vong và những người mà tù nhân chính trị. Prisoner and everyone who bears witness to the horrors of socialism and communism and who has bravely spoken out. Trời, nó mất cái phần thông dịch rồi. Lại đại ông nó lên án cái horror là cái cũng như là kinh hoàng đó. Kinh hoàng của cái xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản. Đó, quý anh chị em thấy ông nói rõ ràng như vậy đó. Là tôi nói thiệt á, ông Nguyễn Phú Trọng ông lo đi. Cái đảng của cộng sản của ông vẫn còn cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đừng có tưởng là ông Trump ông không biết. Đừng có tưởng lấy cái tên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mà vẫn còn đó. Bao nhiêu người dân người ta đã đề nghị rồi. Bỏ cái tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đi, lấy tên nước Việt Nam thôi, cũng không nghe. Ngày nay đó bà Trump bà lên án cái xã hội chủ nghĩa, rồi bây giờ ông Trump ông cũng lên án cái socialism nè, là chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa đó. Vậy làm sao mà sống nổi, phải không? Mà ngày nay mình dám tiếp ông Trump ở Việt Nam là cũng gan. Ráng tiếp ông Trump về đến Việt Nam ở Hà Nội để mà gặp Kim Jong Un á, mình không biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra. Nói thiệt đó, các ông nên đầu hàng đi. Nhằm cái lúc mà Hoa Kỳ đến đó, các ông rộng tay đón tiếp Tổng thống Mỹ và chấp nhận gọi là thay đổi để mà cứu cả đất nước này, cứu cả quê hương này nha. TV nói thật đó chứ không phải chuyện đùa đâu. Tại vì một cái tổng thống mà ổng nói ẩn ý thôi, ẩn ý là cái này thì ổng nói quá rõ rồi, nhưng mà ổng không nói quốc gia nào thôi. Nhưng mà các ông phải biết rằng là socialism là chủ nghĩa xã hội và communism là chủ nghĩa cộng sản, đúng không? Và ổng khen tặng người là bravely, là những người dũng cảm để nói lên để chống lại cái chủ nghĩa đó. Against them. Thank you very much. The fact is you've seen the crimes and you've seen. Sự thật là các anh đã thấy cái những cái tội ác. Seen the corruption. Và anh đã thấy những cái việc mà tham nhũng. Anh yêu thấy những người mà đói khát và những người đau khổ. Và họ đang gọi là đòi gọi là giúp họ. Rất là đau khổ mà họ đòi giúp họ. Và họ cứ phản đối. Protest có nghĩa là biểu tình phản đối nữa. Respect, but loudly. Và respect là có kính trọng đó, là loudly là lớn đó, nói lớn lên đó. You have prayed for the day we can now. And you have prayed for the day we can now see, là cầu nguyện cho cái ngày mà chúng ta bây giờ chúng ta thấy. Which is just ahead. The day when những ngày, all of the people of this region cho những người will ở at last be free. Là ở
là ở Venezuela được tự do, sau cùng sẽ được tự do. Thấy không, người dân thương ổng dễ sợ luôn. Người dân rất là thương mà rất là quý mến Tổng thống Trump. As we meet today, the people, khi mà chúng ta gặp nhau ở đây, Venezuela, dân tộc Venezuela đang đứng, đang cũng như là muốn lấy lại cái đất nước đó, reclaim đó, reclaim cái là họ tuyên bố cái quốc gia của họ, là họ muốn tuyên bố cái tương lai của họ. Not a long ago was the wealthiest nation by far. Mà từ đó tới giờ đó họ là một cái nước mà thịnh vượng nhất in South America. Ở miền Nam Nam Mỹ. Nhưng mà sau những ngày mà theo cái xã hội chủ nghĩa đó, theo cái sự cai trị của những người mà theo xã hội chủ nghĩa, những người cộng sản đó, là đã mang cái quốc gia này đến cái bờ vực hủy hoại. Và ngày hôm nay thì cái chính phủ đó, chính phủ mà nó tyrannical, là những đàn áp độc tài đó. Những chính phủ mà cũng như là đại khái là này, cái tyrannical là nói cái bad đó. Nationalized private industries. Là tất cả những cơ sở industry, là những cái cơ sở mà tư nhân đó, quốc gia đó. Took over private businesses. They engaged. Và những người cộng sản họ lấy hết tất cả những cái business mà tư nhân. In massive wealth confiscation. Rồi họ còn làm những cái điều mà tịch thâu những tài sản mà rất là nhiều. Shut down free markets. Là họ đóng cửa tất cả là thị trường tự do. Đại khái là vậy. Press free speech. Rồi họ không có cho được tự do ngôn luận. A relentless propaganda machine. Và họ cứ tiếp tục gọi là tuyên truyền, cái bộ máy tuyên truyền đầu độc người dân đó. Rigged elections. Rồi họ lừa gạt, lừa bịp trong những cái cuộc mà bầu cử, giống như Việt Nam mình đó. Nó lừa bịp rồi là nó nói là toàn dân cũng đi bầu, nhưng mà sự thật ra không có ai mà đi bầu hết á, không có ai muốn đi bầu hết á. Một nhà mà có thể, một người có thể đi bầu cho cả nhà luôn. Nó nói là bầu người ta, người dân đi bầu đến 90 mấy%. Cái sự thật toàn là giả dối không à. Cái bầu cử ở Việt Nam là bầu cử bịp, giả dối. Thành ra ông nói nên ông biết hết chứ không phải là ông không biết đâu. Ngay cả bầu cử của bên Venezuela cũng vậy. Nó cho tiền những người nghèo, nó cho những cái cạc, cái thẻ đó, để mà lãnh những cái điều mà ưu tiên đó, để mà bầu cho nó. Thành ra nó không đắc cử sao được. Mà chưa nói là nó gian lận ở trong bầu cử nữa. Mà cái đó là cũng là hình thức gian lận đó. Use the government to persecute their political opponents. Ông dùng cái sức mạnh của nhà nước để mà cũng như là đàn áp những cái người mà đối thủ mà chính trị đó, những người đối lập về chính trị. Và destroyed the impartial rule of law. Phá bỏ những cái luật lệ. The socialists have done in Venezuela. Nói một cách khác là những người xã hội chủ nghĩa
là đã làm all of the same things, làm nước Venezuela the same thing, socialists, communists, giống y như là những cái quốc gia mà cộng sản đó toàn trị. Totalitarians have done everywhere, that they've đã xảy ra had a chance ở mọi nơi hết đấy. To rule. Và when mà họ có cái dịp đó để mà họ họ rule là họ cai trị đó. Thế nên ông dùng cũng giống y như người Việt Nam mình nói đó, là những nhà cầm quyền ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là rule, là cai trị cái đất nước, chứ nó không phải là quản trị, nó không phải điều hành, nó vẫn phải là govern, phải nói là government đó, thì nó khác, còn này nó cai trị, nó ruler. The results have been catastrophic. Và kết quả đã lên đến cực điểm. Almost 90% of Venezuelans now live in poverty. Rồi bây giờ đến 90% người Venezuela đã sống trong cái sự nghèo đói. In 2018, hyperinflation. Là vào năm 2018 đó là lạm phát ở Venezuela. In Venezuela, exceeded 1,000,000%. Đã lên đến hơn 1,000,000%. Là lần trước TV hay nói là nó là 1,3 triệu đó, 1,3 triệu đó, 1,300,000%, kinh hoàng không? Bởi vì không nghèo đói sao được? Crippling shortages of food and medicine. Làm gọi là thiếu thốn về thực phẩm và thuốc men. Plague the country. Socialism has là chủ nghĩa xã hội completely ravaged this great country that even the world's largest đã làm tiêu tan cái nước vĩ đại này, là cái nước này nó có cả những cái nguồn mà nguồn năng lực á, là lớn nhất là về dầu hỏa đó. Are no longer enough to keep the lights on. Mà đến bây giờ đó thì không còn đủ để mà giữ cái ánh sáng nữa. Là tiền nó tiêu mất hết rồi. Đến nỗi bây giờ không có đủ tiền để mà cung cấp cái ánh sáng cho người dân nữa. Dầu hỏa thì hồi xưa đó là lớn nhất thế giới. Đúng không? Tài nguyên đó, reserve là tài nguyên đó lớn nhất thế giới luôn. Mà rốt cuộc bây giờ đến nỗi không có thể cung cấp đủ ánh sáng cho người dân. This will never happen to us. Cái điều này không bao giờ xảy ra ở nước Mỹ được không? Người ta khen quá sẽ chừng luôn. Đã đi. Cái nước Mỹ người ta một người mà lãnh đạo đó, tài ba, bởi vì người dân người ta chọn, chứ còn cái nước mà không được dân chọn toàn là đảng đó, mà đảng là đưa những cái thành phần ác độc nhất, thành phần mà ngu dốt nhất để mà cai trị cái đất nước này, bởi vì nó mới khốn nạn cho cái dân tộc Việt Nam, nó mới đau thương cho cái dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay đó, qua cái đoạn clip này đó, tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì? Tuổi trẻ Việt Nam cần phải thay đổi. Đó là lời ước nguyện của TV256 để cho các tuổi trẻ Việt Nam phải nhìn thấy cái thế giới người ta sống ra làm sao. Bởi vì TV256 thức cho đến giờ này là 4 giờ 35 chiều Việt Nam. Mà đây là 4 giờ 35 sáng ở bên Mỹ. Đó, mà phải làm những cái clip này để cho đồng bào Việt Nam của mình thưởng thức, để hiểu được những cái sự thật nó đang xảy ra ở trên khắp thế giới.
Already, more than 3 million Venezuelans. Bây giờ đã có trên 3 triệu người người Venezuela have fled Maduro's đã rời khỏi cái chế độ độc tài, hiểu không, của Maduro đó, Maduro chứ không phải Madura nữa. Chế độ độc tài and brutal it is. And brutal là tàn nhẫn đó. Today we are honored to be joined. Chúng tôi được danh dự được Amita Perez, được the mother of Oscar Perez, a courageous để mà có cái người mẹ là cái bà Perez, bà Perez đó là bà mẹ của Oscar đó, Oscar Perez, hiểu không? Venezuelan police officer. Là một người con của bà đó là làm cảnh sát của Venezuela, một cái người rất là can đảm. You know the story. Ông nghĩ rằng cái câu chuyện này mình biết, thì TV 256 cũng có đọc qua thì cũng biết bà có đứa con mà bị giết á, bị giết bởi. In June of 2017. Oscar đó vào tháng 6 năm 2017 a helicopter over the city of Baruta. Đó thì ông Oscar này ông mới dự định ông đưa ra cái máy bay mà để, ông dùng cái máy bay để mà ở trên thành phố Piruta, đúng không? Ông cái máy bay nó kéo theo cái banner đó, là cái biểu ngữ đó. Banner 350 Liberty. Ông nói cái banner nó có cái chữ là 350 Liberty, là 350 tự do, là 350 này á, TV 256 là nó liên quan đến cái điều 350 trong cái hiến pháp á, 350 hiến pháp của người Venezuela. Đó. Và cái hiến pháp đó nó nói rằng cái người của Venezuela shall disown là có thể là trục phế đó, trục phế any regime. Team legislation or authority. Yeah, và những cái trục phế những cái quyền lực mà đã vi phạm vào những cái vá cái vá như là cái cái vá như tự nhiên quên đó nè. Cái giá trị dân chủ. Cái giá trị dân chủ nha. Upon human rights. Oscar said he wanted to give mà human right nữa. Biết không? Là cái điều luật mà 350 đó rất là quan trọng. Tại vì những cái chế độ nào mà nó vi phạm đến nhân quyền là nó sẽ bị truất phế. Đó, cái điều 350 đó, nhờ cái điều 350 rồi thành ra đó cái ông mà Guaido đó ổng mới lên làm tổng thống lâm thời hợp pháp được. Và ông tự động ông tuyên bố như vậy, tại vì cái chế độ nó giết người khi mà biểu tình, nó làm đủ thứ chuyện hết, thì nó phải bị tước cái quyền lực bởi cái điều 350. Give the people hope. He loved the people. Đó, cái ông đó, ông Oscar đó, ông yêu thương dân tộc của ông. He fought for the people. Ông chiến đấu cho dân tộc của ông. But Oscar was gunned down. Và người dân rất là thương Oscar, và bây giờ ông Oscar ông bị bắn. Ông bị bắn rớt cái máy bay xuống. Và and killed. Ông bị giết bởi Venezuela. So you know that? Là bạn có biết rằng. You all know the story. By the Venezuela. Ông nói là bạn có sẽ biết cái câu chuyện đó là những người
bị giết bởi những cái lực lượng mà an ninh của Venezuela. Viciously là rất là tàn nhẫn, rất là tàn độc. Viciously. Emeta. Thì Emeta đó là cái người mà mẹ đó của ông Oscar. Đó. Our hearts break for your loss. Là họ cảm thấy rất là đau lòng cho cái sự mất mát. Mất mát ông Oscar đã cống hiến cái cuộc sống của ông cho nền tự do của dân tộc ông. We all have hope today. Và chúng ta hy vọng rằng ngày hôm nay because of great great people and patriots, những người dân tộc vĩ đại và những người yêu nước như là Oscar, please, là ông mời người mẹ của ông Oscar, mà ông Oscar thì ông chết rồi, người mẹ. I said, how about saying something in Spanish? Something in cái tiếng Tây Ban Nha đó, tại vì tổng thống ông không biết nhiều, phải không? She likes Spanish. She's a little bit better in Spanish. Please. Hey. Gracias, señor presidente. Me disculpan si. Coi như là bà nói tiếng Spanish đối với cái người mà Venezuela, là khi người Venezuela mà lắng nghe được những cái tiếng này đó thì cả dân tộc Venezuela sẽ vô cùng sung sướng. Thì đây là một cái mình thấy hay thiệt đó, chứ không phải giỡn. Người mà Venezuela mà họ nghe được những cái tiếng này thì TV nghĩ rằng là họ nổi sóng đó, chứ không phải là giỡn đâu. Tại vì bà là người mẹ của ông Carlos Oscar chứ, của Oscar chứ, xin lỗi. Se me salen las lágrimas. Pasa que hoy uno de mis hijos, otro de mis hijos que también fue asesinado, está de cumpleaños hoy. Y entonces, bueno, pero bà nói bằng nước mắt đó, anh chị. Estoy acá más que todo por con el presidente solicitando ayuda humanitaria. Estoy solicitando también justicia por mi hijo y por su grupo que fueron asesinados vilmente, por los hijos. Y también para continuar con el legado de Oscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra madre patria. Gracias. Thế ông tổng thống, người ta nói xong, người ta đưa cái người phụ nữ đi xuống dưới. Người ta đi theo một đoạn đường như vậy. Ở Mỹ nó gọi là gentleman đó. I don't know what she said, but I think I know what she said. Ông nói là ông không biết bà nói gì hết á, nhưng mà ông nghĩ rằng ông biết bà đã nói gì. Hay
câu này đơn giản mà thấy hay vậy đó. And she is an incredible woman, an Oscar. Chị cô ta là một người phụ nữ tuyệt vời. Was an incredible man. Và Oscar cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Who will not have died in vain. Và là họ chết mà có lý tưởng đó. Là cái chết của họ nó không có uổng phí. A few weeks ago on January 23rd. Là a few weeks là một số tuần cách đây thì vào ngày 23 tháng Giêng. Venezuela's National Assembly invoked the Venezuelan là quốc hội Venezuela Constitution to declare the president of the đã gọi là theo cái constitution của Venezuela đó đã declare là tuyên bố là tổng thống National Assembly, Juan Guaido, của quốc hội là ông Juan Guaido đó as the country's legitimate leader, là coi như là một người lãnh đạo gọi là hợp pháp của đất nước. In one of his first acts, President Guaido invoked the cái điều mà ông tổng thống Guaido làm đầu tiên same constitutional that Oscar carried through the là ông làm theo cái nguyện vọng của ông Oscar đó. Oscar mà carry những cái dòng chữ mà về cái điều mà 350 của hiến pháp đó là người dân có quyền trước phế. That Maduro was illegitimate. Để thông báo với cái chế độ độc tài Maduro đó là mày là không có hợp lệ. Minutes, United States was thì trong vòng 30 phút sau là nước Mỹ đã to be the first nation of, đã rất là hân hạnh là một người nước quốc gia trong thế giới công nhận tổng thống Juan Guaido. Trong vòng cứ 30 phút là tổng thống Mỹ là nước Mỹ là công nhận cái ông tổng thống lâm thời sau 30 phút thôi. Và đó là một cái nước đầu tiên công nhận, và bây giờ nó trên 50 quốc gia công nhận tổng thống Juan Guaido. And by the way, John Bolton is here. John Bolton là một cái ông mà an ninh quốc gia của Mỹ đó. Ông gọi là cái gì ta? John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, đúng rồi. Working hard. Ông đang làm việc rất là cực nhọc. More than 50 countries around the world now recognize the right. Hiện giờ có hơn 50 quốc gia công nhận cái tổng thống đúng đắn đó. Venezuela. And the Venezuelan people have spoken. Và dân tộc Venezuela đã nói lên với thế giới rằng their beautiful voice. Là những cái tiếng nói đẹp đẽ của họ. They are turning the page on socialism. Là họ đã turning the page, là họ lật qua cái trang sử của socialism, là đóng cái trang sử đó lại để mà đưa ra một cái trang sử khác. Ở bên Mỹ nó cũng dùng là turning the page. Thấy không? Page là cái trang. Mà cái trang xã hội chủ nghĩa là phải đóng lại. Turning the page on dictatorship. Turn là lật qua cái trang sử của độc tài, phải dẹp đi để bước there qua. There will be no going back. Và không bao giờ trở về lại nữa. Những cái nước mà từ
Cộng sản là phải dẹp bỏ hết, đừng bao giờ trở lại hết. Peace-loving nations are ready to help Venezuela. Những cái quốc gia mà yêu thương tự do đều giúp đỡ cái người dân Venezuela. Reclaim its democracy, its dignity, and its destiny. Để lấy lại, tuyên bố lấy lại cái. All the nations in our hemisphere have a share. Là all the nations of Tây Bán Cầu á, have a share interest là in preventing the spread. In preventing of socialist tyranny. Là để ngăn cản cái sự mà truyền tải cái xã hội chủ nghĩa đó. Khi không share interest là tự nhiên cái interest mình cũng quên được, mình không hiểu, mình dịch không nổi, sorry quý anh chị em nha. Interest là mình cái dở quá. Socialism by its very nature. Là ông nói cái chủ nghĩa xã hội tự nhiên nó không có respect, nó không có tôn trọng biên giới. It does not respect boundaries or the sovereignty. Nó không có tôn trọng và nó không có tôn trọng mà chủ quyền của quyền công dân của nó nữa, và chủ quyền đối với các quốc gia khác nữa, bởi vì nó mới đem quân đó, nó mới đem gián điệp ra rồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, rồi nó đã bắt cóc anh Trương Duy Nhất, nó đâu có tôn trọng cái neighbor của nó đâu, thấy không? Nó đâu có tôn trọng mảnh đất của người dân đâu, thay ra nó tha hồ nó cướp thôi. Là cái quyền của công dân của họ nó cũng không tôn trọng, mà neighbor đó là láng giềng đó nó cũng không tôn trọng luôn. Cái thằng cộng sản với xã hội chủ nghĩa là vậy. It's always seeking to expand, to encroach. Nó cứ tìm cách gọi là nó bành trướng ra, nó làm lớn lên, thí dụ như. And to subjugate others to its will. The twilight hour of thì ông nó coi giống như là bây giờ là cái hoàng hôn của cái chủ nghĩa xã hội rồi. Has arrived in our hemisphere. Đã đến đã qua cái nửa cái bán cầu này. Và sự thật many nhiều nơi around ở trên thế giới đó là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. A là number là nó cũng có vài nước thôi. Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Và mấy cái nước mà cộng sản đó là Venezuela nè, Nicaragua là và Cuba nữa cũng như thế nữa. Do we love Cuba? Yeah, we love Cuba. Do we love Nicaragua? Yes, we love Nicaragua. Great countries. Great country. Những cái quốc gia rất vĩ đại. Remember that word. Such unbelievable. Và những quốc gia đó có potential là rất là mạnh đó. Potential. In the meantime, we must all work together. Trong lúc này chúng ta phải cùng nhau làm việc. To end a humanitarian disaster. Để chấm dứt cái vụ mà thảm họa mà không có giúp đỡ được con người á, là nước Mỹ nó đã đem qua những cái đồ ăn, những đồ ăn để mà thuốc men đồ cho người dân Venezuela mà bị ngăn chặn. As we speak, there are truckloads filled with hundreds of tons of là hàng biết bao nhiêu cái truck để mà
lót những hàng trăm tấn thực phẩm. Để mà cung cấp cho. Stopped at the borders of Venezuela. Là ông kêu stop cái the border đó. Là. And waiting to help the millions and millions in need. Là ông phải gọi là đừng có ngăn cản nữa, tại vì bên Venezuela đó, Maduro nó đưa những cái xe rồi những nó những cái thổi sắt rồi nó chặn lại giữa cầu đó, rồi làm sao mà người ta tiếp tế được. Thật ra ông ý là ông nói là hãy lấy mấy cái đó ra, hiểu không, để mà giúp đỡ hàng triệu người họ đang cần đó. 2 days ago, the first U.S. Air Force C-17, that's a big... 2 ngày cách đây là U.S. Air Force đó, cái tên của máy bay là C-17 đó. Beautiful plane. Là cái máy bay này rất là lớn và đẹp. Landed in Colombia. Là đáp xuống Colombia và giúp đỡ cho kits for... để mà giúp đỡ cho những gồm có hàng ngàn cái gói quà đó, hàng ngàn cái kit mà nutrition đó, là đại khái là nó có cái sức khỏe đó, vitamin này nọ đó, nó có những cái đồ ăn uống đó. Little Venezuelan children. Để mà giúp đỡ cho những người trẻ nhỏ của Venezuela. Mà Maduro thì cấm. Unfortunately, dictator. Rất 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 là xui là dictator nó không cho. Nó block rồi, nó cản lại không có cho giúp đỡ. Mà nó làm nghèo cái nước như vậy mà nó không cho giúp đỡ cơ đã. From entering the country, he would rather see his... Là nó không cho những cái thực phẩm giúp đỡ và thuốc men giúp đỡ đó đi vào cái đất nước Venezuela. Tại vì cái giúp đỡ, hàng giúp đỡ thì nó đến Colombia. Mà Colombia thì nó kế biên giới của Venezuela. Và mình thấy những hình ảnh cái cầu đó bị mấy cái xe nó chặn hết trơn à, không có thể nào qua được hết. His people starve. People starve là bị đói khát đó. Then give them aid, then help them. Là nó nên gọi là cứu giúp những cái người mà bị đói và giúp đỡ cho những người đó, hơn là chặn những dùng những cái vật liệu để mà chặn cái con đường mà lưu thông. Millions of Venezuelans are starving and suffering. Hàng triệu người Venezuela đã bị đói khát và đang chịu đau khổ như vậy. While a small handful at the top of the Maduro regime. Trong khi đó một số handful thôi, thì chở khoảng 10 ngón tay thôi là top, là những cái người cầm quyền của chế độ Maduro. Chết rồi. No. Lộn rồi, sorry. Chết. Bây giờ không biết cái đau nữa. Crippling shortages of food and medicine plague the country. Ngày qua same rồi. Constitutional order that Oscar carried through the skies to notify the arrived in our hemisphere, and frankly, and remember that hundreds of millions of dollars used to be paid to Cuba. But no longer, because they no longer have. Thì đại khái như vậy nha. Bây giờ TV thấy nó cũng là một tiếng mấy, chắc cũng đủ rồi. Thành ra đó, chắc là TV cũng thấm mệt rồi.
mà tự nhiên bây giờ nó đổi hình thành ra bây giờ TV không biết nó ở chỗ nào, chạy tới chạy lui nữa nè. Chán ghê. Thôi lỡ rồi nha, quý anh chị nghe được phần nào này, thì ok, cái này có thể ngày mai TV 256 sẽ rảnh rồi sẽ làm cái phần thứ hai nữa. Không ngờ nó quá dài đi, tại vì mình ham nói hay sao đó, quá dài đi là ra nó lên tới from entering the country. He would rather see his đó, ngay đây nè, đúng rồi. Than aid, than help them. Là millions of Venezuelans are starving and suffering while a small handful at the top of the Maduro regime plunder the nation. Là mấy cái thằng mà cầm quyền đó nó lại ăn cướp của, để mà người ta nghèo và đói và chết. They are. And we know where they keep. Chúng tôi là biết họ ở đâu và chúng tôi biết họ giữ hàng tỷ đô la mà họ đã ăn cướp, stolen, ăn cắp. Members of the Venezuelan military still barely. Member ở Venezuela là quân đội của Venezuela đó. Supporting. Là vẫn this failed dictatorship. Là vẫn giúp đỡ ủng hộ cho cái những cái tên độc tài mà fail là độc tài mà thất bại. They are risking their future. Là họ risking, là họ risking đó là giống như là họ liều lĩnh á. Họ risk đó, họ liều lĩnh cái tương lai của họ. Họ liều lĩnh cái mạng sống của họ nữa. Và tương lai của Venezuela. For a man controlled the Cuban military. Là nó nói là cái chế độ của Maduro đó nó được protect bởi cái quân đội mà tư nhân của Cuba nha, của nước Cuba đó. Cuban soldiers. Là những người lính Cuba đó. Yeah. Maduro is not a Venezuelan patriot. Là ông Maduro đó không phải rằng là những người yêu nước Venezuela. He is a Cuban puppet. That's what he. He chỉ là một cái gã hình nộm, puppet là một cái người của Cuba đó là trời. Thôi rồi, nhiều chữ mình bí. Nhưng mà nó là một cái hình nộm thôi, là Cuba nó dựng lên đó, puppet là Cuba nó dựng lên đó, thì nó gọi là cái gì đó mình không biết. Và ông ta thật sự là như vậy đó. And remember that hundreds of millions of dollars. Và nhớ rằng có hàng trăm triệu đô la used to be paid to Cuba. Đã được trả cho Cuba. Because they no longer have that kind of wealth to be able to do it. Tại vì Cuba nó không có những cái tài sản quý giá như vậy, nó không có thể làm được, nó không có thể làm được. So things are changing and they're changing fast. So bây giờ mọi việc sẽ thay đổi và mọi sẽ thay đổi rất là nhanh. And today I have a message for every official. Và tôi có những cái điều muốn nói với tất cả những người quan chức. Who is helping to keep Maduro in. Những người mà giúp đỡ cho nhà độc tài Maduro. The eyes of the entire world are. Và nhiều con mắt của cả toàn thế giới sẽ nhìn vào bọn bay. Every day and every day in the future. Ngày hôm nay, mỗi ngày và mỗi ngày trong tương lai luôn. In the future, là những con mắt thế giới đó sẽ nhìn
nhìn chúng mày và chúng mày không thể trốn chạy được. Là họ có cái, mày có cái sự lựa chọn là bây giờ đó là mày mày đối đầu hoặc là mày phải công nhận cái sự mà offer đó là cái người mà qua đô đó họ offer là họ cho đó, họ cho cái amnesty là họ không có đối xử tồi tệ đâu. Là generous là rất là rộng rãi, hiểu không? Là khi mà công nhận cái tổng thống này á, là coi như là được ân xá. Ừ, amnesty là ân xá đúng không? Mà được cho quyền ân xá rồi là rất là rộng rãi. Amnesty. To live your life in peace with your families and your country. Để mà sống cái cuộc đời thanh bình với gia đình và những người cùng xứ sở. President Guaido does not seek retribution against you. Là ông tổng thống Guaido này đó là không có chống lại, không có có trả thù á. And neither do we. Và chúng tôi cũng không làm như vậy. Maduro's or... Và các bạn đó là nói những cái ông mà đang ủng hộ Maduro đó là các ông đừng có vâng lệnh theo theo cái lệnh của Maduro nữa, để mà chặn lại những cái tiếp tế về lương thực thực phẩm với thuốc men. And you must not threaten any form of violence against peaceful. Và các ông đừng có hăm dọa những cái gọi là hoặc là có những cái hành động mà bạo lực để mà chống lại những người biểu tình ôn hòa. Protesters. Đó, ở Việt Cộng đó, nó chuyên môn người ông biểu tình rất là ôn hòa mà nó rất là dữ. Nó toàn là đánh đập những người biểu tình ôn hòa không. Thì đó là lời tổng thống ông nói như vậy. Những người gọi là peaceful là hòa bình đó, protester là những người biểu tình đó, opposition là đối nghịch đó. Opposition leaders, members of... Những người mà lãnh đạo mà opposition, những người đối kháng đó. The National Assembly or President Guaido and his family. Là ông nói về quốc hội và President Guaido đó, Juan Guaido đó, và đừng và gia đình của ông nữa, là đừng có hăm dọa những cái người mà ở trong quốc hội và tổng thống lâm thời đó, đừng có hăm dọa gia đình của ông. We seek a peaceful transition of power. Chúng tôi muốn tìm cái được việc mà thay đổi một cái nhà cầm quyền đó bằng cái peaceful là hòa bình đó. Chứ Mỹ cũng đâu muốn chiến tranh đâu. But all options are open. Và mọi cái option, mọi cái sự lựa chọn đó đang open, là đang mở rộng ra. Là ông muốn là kêu gọi là phải đầu hàng rồi sẽ được ân xá, tha thứ. We want to restore Venezuelan democracy. Là chúng tôi muốn gọi là trở về cái restore là hàng gắn lại đó, để mà trở về cái dân chủ cho người Venezuela. And we believe that the Venezuelan military and its leadership have a. Và ông tin rằng đó, quân đội Venezuela và những người cầm quyền đó là có cái vital role là có cái vai trò mà quan trọng để mà thực hiện cái diễn tiến này.
You have the opportunity. Và bạn đó, nếu mà chọn cái con đường này đó, hiểu không? Bạn sẽ có cái dịp to help forge a safe and prosperous future. Thì để mà thúc tiến cái việc mà an toàn và thịnh vượng cho tương lai của các bạn, là ông nói là phải nghe theo cái tổng thống lâm thời đó, chọn cái tổng thống lâm thời đó để mà tương lai của các bạn được thịnh vượng và được an toàn, cái gia đình của các bạn nữa. Giống như hiện tại TV nói đó, mấy người cộng sản đó, hãy thực hiện cái bước tiến là tự do dân chủ, thì không có ai mà làm khó cái gia đình của bạn đó. Bạn trở thành những người anh hùng để mà làm cái đất nước này thoát khỏi cái chủ nghĩa cộng sản, thì bạn trở thành người anh hùng chứ người dân không có thù ghét bạn. Ở đây Juan Guaido cũng vậy, họ tha thứ, hiểu không? Họ tha thứ cho những cái tội ác của các bạn khi xưa. Nếu mà bạn trở về với chánh nghĩa thì người dân đâu cần phải truy tố các bạn, phải không? Gọi là ân xá đó là tha hết mấy cái tội lỗi. For all of the people of Venezuela, or you can choose the second. Hoặc là mày có thể mày chọn cái điều thứ hai. Path, continuing to support. Cái điều thứ hai đó là mày cứ tiếp tục ủng hộ nhà độc tài Maduro đi. Maduro. Thấy không, dân chỉ ngón tay xuống đó là đừng có ủng hộ đó. If you choose this path, you will find. Nếu mà mày chọn cái con đường đó thì mày sẽ thấy không có an toàn, là không có được bám vào đâu mà an toàn hết đấy. No easy exit. Không có dễ dàng mà thoát ra khỏi. Và no way out là không có, và sẽ mất hết tất cả luôn. Đó. Ông lên tiếng như vậy rất là mạnh mẽ đó. Là những kẻ mà đi theo Maduro là tiêu tán hết, giống như y chang như những kẻ mà đi phò Nguyễn Phú Trọng là tiêu tan hết, đi phò Nguyễn Xuân Phúc là tiêu tan hết. Đừng có làm những cái điều mà dại dột như vậy. So today I ask every member of the Maduro regime. Và họ hôm nay đó, họ muốn hỏi tất cả những cái thành phần mà ủng hộ cái chế độ Maduro. And this nightmare of poverty, hunger and death. Và họ kêu là chấm dứt cái chuyện mà ác mộng về cái vấn đề mà nghèo đói và chết chóc cho cái đất nước này. Họ kêu là TV thì nghe end chứ không phải end là chấm dứt á. Chứ không phải là chữ N này. For your people. For your people. Let your people go. Set your country. Là hãy để cho, thả cho people được tự do đi. Đúng không? Free. Now is the time. Và bây giờ. For all Venezuelan patriots to act together. Và tất cả những người yêu nước đều đồng lòng đứng lên. As one united people. Để mà trở thành đoàn kết toàn dân tộc. Nothing could be better for the future of Venezuela. Không có gì mà tốt hơn cái tương lai của Venezuela. And nothing could be better for the future of another captive nation, Cuba, than the Đó, thì khi mà mình đi theo cái con đường mà tự do dân chủ á, thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Tất cả các quốc gia, tất cả các quốc gia mà theo xã hội chủ nghĩa đều được sanh lại, gọi là freedom and democracy, là tự do và dân chủ ở Venezuela. Oh, hay quá sách chừng luôn.
Đã thì coi cái đoạn phim này đã lắm với anh chị em, tại vì nó rất là sống động, phải không? Mình giống như là mình cái cảm tưởng là mình cũng đã là qua nhiều thập niên thì những cái nhà lãnh đạo của xã hội chủ nghĩa đó là Cuba và Venezuela have propped each other up in a very corrupt bargain. Là nó làm cho cái xã hội đó tham nhũng. Venezuela là đưa cái dầu của Cuba, đưa cho Cuba dầu để mà đổi lấy police state run là để mà đổi lấy mấy cái thằng mà cảnh sát công an để mà from Havana. Havana là cái thủ đô của Cuba đó. Đổi lấy dầu mà lấy mấy cái thằng công an nó làm cái quái gì. Nhưng mà bây giờ thì là những ngày khác rồi. Những cái ngày mà kia đó là over rồi, không còn nữa. Ông nói là sự mà hợp tác giữa hai cái nhà mà độc tài đó, Cuba cũng độc tài mà bên đây cũng Venezuela cũng độc tài, là ally, là cũng như đồng minh gì đó, hợp tác với nhau đó, ugly là xấu à. Is coming to a rapid end. Và đến ngày hôm nay là phải chấm dứt. Future is beginning. Và tương lai mới sẽ bắt đầu. Và tất cả những người ở chung quanh đây. Và hàng ngàn người phải thấy. Are united because we know the truth. Là phải đoàn kết lại. About socialism. Because ông biết cái sự thật về cái số chủ nghĩa xã hội ở Venezuela, ở Cuba luôn, ở Nicaragua luôn, và all around the world, chỗ này tôi thấy khoái nhất nè, all around the world đó là ông muốn nói đến Việt Nam, ông nói đến China, 100% là vậy thôi. Đó là cái ẩn ý của ông. Chứ không phải ông chỉ nói ba nước rồi là xã hội chủ nghĩa đâu, mà ông nói all around the world. Hay lắm. Bài diễn văn này rất là hay. Socialism promises prosperity. Ông nói chủ nghĩa xã hội đó hứa hẹn là sẽ được thịnh vượng giàu có. But it delivers poverty. Nhưng nó lại mang đến nghèo khổ. Socialism promises unity, but it... Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn gọi là đoàn kết. It delivers hatred. Nhưng mà nó lại mang đến những cái sự mà thù ghét nhau. And it delivers division. Thấy không, ổng biết quá mà. Nó nói là đoàn kết nhưng mà nó bắt hàng trăm hàng ngàn người tù cải tạo. Nó bắt hàng triệu người, 1 triệu người tù cải tạo, và nó đã giết chết trên 200.000 người tại tù cải tạo sau 1975. Trong khi nước Mỹ cũng có nội chiến, mà sau cái nội chiến đó người ta bắt tay nhau, và lá cờ miền Nam vẫn còn được sử dụng tới bây giờ. Và khi người ta bắt tay nhau, tôi học cái lịch sử Mỹ đó, là tướng Grant là tướng mà thắng trận, tướng Lee đó là tướng thua trận ở miền Nam. Hai tướng bắt tay nhau và họ cho binh sĩ của miền Nam đó ngựa, rồi tiền bạc, rồi thức ăn nữa để mà trở về xây dựng lại gia đình, để mà hàn gắn cái vết đau thương của cuộc nội chiến. Chứ họ không có bắt tù nhau, không có một người nào bị ở tù hết. Còn trong khi Việt Nam mình cũng bị chia đôi như vậy, mà khi mà họ chiến thắng, họ bắt tù hàng triệu người, rồi họ làm đủ thứ mọi mánh khóe để đuổi dân ra khỏi biển. Nào là thanh niên xung phong, rồi thủy lợi,
rồi đánh tư sản mại bản. Mà thanh niên này bắt buộc chứ không phải xung phong, mà thủy này thủy hại nữa, mà bắt tù cải tạo nữa. Nó đủ thứ những cái chính sách mà mang rợ để làm cho trên 2 triệu người phải bỏ nước ra đi. Rồi nó làm trên 500.000 người phải chết ở Biển Đông. Một cái con số kinh hoàng. Nói thiệt đó, TV nói thiệt đó, nó quá kinh hoàng luôn. Nhưng mà nhờ những cái sự ra đi của người Việt Nam mình đã bừng tỉnh cả thế giới. Tại vì người ta chết quá nhiều, chết vì hải tặc, chết vì sóng biển, mà người ta vẫn tiếp tục ra đi. Tiếp tục ra đi hàng mấy chục năm trời như vậy, và cho đến ngày nay cũng vẫn đi. Họ đi bằng xuất khẩu lao động, họ đi bằng hôn nhân, hôn thú. Họ đi đủ thứ đó. Và con số nó lên tới gần 5 triệu người. Gần 5 triệu người phải rời khỏi đất nước. Họ đi bằng du học cũng có nữa, mà họ không bao giờ muốn trở về cái đất nước. Tại vì cái đất nước nó kinh hoàng quá. Cái đất nước nó không có tự do. Con người không có tự do, không thể nào phát triển được. Thành ra ông nói cái chủ nghĩa này đó, nó nói rằng nó thống nhất, nó nói rằng nó muốn đoàn kết đó, nhưng mà nó lại căm thù lẫn nhau. Và nó mang đến cái deliver, là mang đến đó, division, là sự chia rẽ. Vision. Socialism promises a better future. Thấy không? Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn rằng sẽ có một tương lai tốt đẹp. But it always returns to the darkest chapters. Mà nó làm cho trở nên một cái chương gọi là đen tối nhất, đẫm máu nhất. Of the past that never fails. Đó, thì ông đại khái ông nói như vậy. Socialism is a sad and discredited ideology. Ông nói là chủ nghĩa cộng sản nó là một cái điều buồn và một cái điều không có uy tín, không có discredit, nó không có, là một cái chủ nghĩa gọi là không có được tin tưởng, không discredit, không có được tin tưởng và rất là buồn tủi. Rooted in the total ignorance of history and you. Không. Human nature, which is why socialism event. Nó không có socialism. Must always give rise to tyranny, which it does. Là nó cứ làm gia tăng lên cái sự đau khổ thôi, mà nó làm như vậy đó. Cái xã hội chủ nghĩa là như vậy. Socialists profess a love of diversity, but they always insist on absolute conformity. Họ nói đoàn kết nhưng mà họ gọi là absolute conformity, là đoàn kết gọi là tuyệt đối đó. Nhưng mà cái tuyệt đối của họ nó làm đau khổ biết bao nhiêu người. We know that socialism is not about justice. Ông biết rằng cái xã hội chủ nghĩa nó không bao giờ nó có công bằng. It's not about equality. Nó không bao giờ It's công bằng about... mà nó không bao giờ có công lý nữa. Lifting up the poor. Mà nó không bao giờ nó giúp đỡ cái người nghèo. Giờ ông thấy gì chứ nó không phải đâu. Thành ra bây giờ đó quý anh chị, em thấy đó, công dân nghèo nhất nè, nông dân cũng nghèo nhất mà. Mà nói là nó là giai cấp công dân đó, nông dân đó. Cái xã hội đó đáng vứt và sọt rác. Toàn là làm những điều sai trái và phản quốc. Nó ghê gớm lắm. Socialism is about one thing only. Cái xã hội chủ nghĩa nó chỉ có một việc only, là quyền hành. Power for the ruling class. Là nó mang lại cái quyền hành cho cái giai cấp mà thống trị.
And the more power they get, và khi mà họ có càng có quyền hành, the more they crave. Thì họ càng mơ ước cái quyền hành đó thêm nữa. To run healthcare, run trend. Đây họ muốn run về cái vấn đề healthcare là về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Họ muốn run everything. Thấy không? Họ muốn làm chủ hết. Chứ không có vụ mà tư nhân đâu, họ muốn gọi là lại là không có tư nhân đó mà do chính phủ điều khiển đó. Run energy, education. Thấy không? Họ run energy là năng lượng, rồi họ finance, rồi giáo dục, cái gì họ run cũng run. Everything. They want the power. Run tất cả mọi việc và họ muốn decide who wins. Họ muốn quyền hành để mà quyết định ai là người thắng. And who loses. Và ai là người thua. Nhờ cái quyền hành của họ, thành ra họ quyết định được ai là người thắng và ai là người thua. Thấy không? Làm sao cân bằng được? Who's up and who's down? Ai họ có thể họ đưa lên được, ai họ cũng có thể họ kéo xuống được. Đó, họ đưa lên mấy người khác rồi bây giờ họ kéo đó. Họ kéo là Trịnh Xuân Thanh xuống nè. Thấy không? Họ kéo Trương Duy Nhất nè. Đến hồi họ đưa lên cho đã, rồi đến hồi họ kéo xuống, họ tự quyết định hết. Ai mà có nhiều quyền hành hơn là quyết định hết. What's true and what's false? Thấy không? Cái gì mà sự thật, cái gì mà đúng, cái gì mà sai là họ quyết định hết. Họ có quyền hành mà. Cái quyền hành của họ làm cho họ quyết định được cái nào đúng, cái nào sai. Mà mày không nghe tao thì mày bị chém đầu thôi. Thấy không? Và họ and even who lives and who dies. Thấy không? Họ quyết định cả ai sống và ai chết nữa. Thấy không? Trần Đại Quang đó, có những cái điều gì mà bất đồng đó, có thể không nghe theo là Nguyễn Phú Trọng chơi liền thôi. Thiệt á. Nguyễn Phú Trọng chắc TV phải 256 phải có cái clip để mà chứng minh là Nguyễn Phú Trọng, tuy là mình không có bằng chứng, nhưng mà mình có những hình ảnh để mình dẫn chứng cái chết của Trần Đại Quang. Cái chết của Trần Đại Quang đó là do Nguyễn Phú Trọng chứ ai. Chỉ có những cái tên mà giết người á, nó mới sợ cái vong hồn của Nguyễn Phú Trọng. Và quý anh chị em thấy cái hình ảnh của cái hai bàn tay của Nguyễn Phú Trọng đó, nó bấm cái ấn đó. Khi mà Nguyễn Phú Trọng đi qua cái quan tài của Trần Đại Quang đó, hai cái ngón tay cái nó bỏ trong cái nắm tay đó, để gọi là người Việt Nam gọi là bấm ấn đó. Hiểu không? Là sợ cái vong hồn của Trần Đại Quang có thể là giết mình. Thành ra chỉ có những kẻ mà sợ hãi như vậy, đó mới là những kẻ giết người. Và chúng ta thấy đó, người ta biết chứ không phải là không biết. Những cái hình ảnh chúng ta thấy, hôm nào TV sẽ cho quý vị em coi những hình ảnh đó. Quý vị em thấy TV phân tách đó, những cái ánh mắt đó trong cái gia đình của Trần Đại Quang đó đều căm phẫn. Cái ánh mắt đau buồn nó khác, mà cái ánh mắt mà căm phẫn nó khác. Căm phẫn khi mà ông Trần Đại Quang bị giết, mà báo chí trong cộng sản cho là bị virus lạ, là bị một cái loại vi trùng lạ mà không biết vi trùng gì. Làm sao mà ai biết cái câu đó? Làm sao mà ai phát ngôn lên cái câu đó đầu tiên gì? Tại sao nó liên quan gì đến cái vi trùng đó? Là cái này là cái ám sát giết người. Mà TV nghĩ nó có liên quan đến Nguyễn Phú Trọng rất rất nhiều khả nghi. Tại vì Nguyễn Phú Trọng bấm cái tay ấn như vậy
Nếu mà con người ta không có lỗi gì hết á, người ta không có làm những cái chuyện đó, còn người ta mà có cái tật giật mình rồi người ta phải bấm ấn để cho nó cái sợ cái vong hồn của Trần Đại Quang. Khi mà Nguyễn Phú Trọng đi qua cái đi vòng cái quan tài của Trần Đại Quang thì người ta chụp thấy cái hình ảnh Nguyễn Phú Trọng bấm hai cái ngón tay cái nè, hai cái ngón tay cái ở trong cái lòng bàn tay đó. Ghê. Thế đó, họ muốn cho ai sống là sống và họ muốn cho ai chết là chết. Thấy không, họ dù là Trần Đại Quang cũng vẫn bị chết như thường. Nó muốn cho chết là chết, mà nó muốn tru là tru, mà nó muốn muốn sự thật là sự thật, mà nó muốn giả dối là giả dối. Khi mà nó có quyền hành là nó vậy, nó muốn đưa ai lên thì cũng được, và nó đưa nó dìm ai xuống cũng được. Nó quyền hành là nó xử như vậy, chứ nó không có xử theo công lý, nó không có xử theo sự thật đâu. In short, all of us here today know that there is nothing less democratic than... Họ vắn tắt là không có nothing less democratic, là dân chủ, ít dân chủ hơn, hơn là xã hội chủ nghĩa. And anywhere it appears, socialism advances under the banner of progress. Đó, everywhere là chủ nghĩa xã hội. Advance là đi tới đó, dưới cái banner là thịnh vượng, là progress, là tiến bộ. Xã hội chủ nghĩa luôn luôn là vậy đó. But in the end it delivers only corruption. Nhưng mà đến khi mà đến cuối á, thì toàn là corruption không à, toàn là tham nhũng không à. Họ khi mà họ nói họ xây một cái gì là họ nói tốt đẹp đủ thứ đó, mà tới hồi xây xong rồi là nó sụp đổ, nó la lung lắm. Từ cái cầu rồi đến đường xá nó loang lổ, nó xây xong rồi nó sụp, nó xây xong rồi nó sụp. Tại vì nó mình không hiểu nổi, nó tham nhũng mà nó rút ruột công trình, nó rút ruột công trình, nên hỏi sao mà cầu không sập. Chỉ có người ngoại quốc lợi, rồi người ngoại quốc xây cái cầu Mỹ Thuận thì cái cầu đó mai ra nó còn chắc được, nó còn bền vững được, hiểu không? Ngay cả cầu Cần Thơ đó mà nó cũng sụp như thường đó. Cầu Cần Thơ đó chưa xây xong mà đã chết biết bao nhiêu người, chết mấy chục người. Corruption, exploitation and decay. Thấy không? Nó lợi dụng và nó decay, là nó thối nát, thối rữa luôn. Exploit là bóc lột đó. Tham nhũng là bóc lột rồi thối rữa. With us today is David Smolansky. Ông nói đây thì có ông David Smolansky đấy. David was one of the youngest mayors. Ông là một người gọi là thị trưởng trẻ nhất ở Venezuela. In Venezuelan history. When the Maduro regime removed him from office. Và cái ông nhà độc tài Maduro là sa thải ông, remove là chấm dứt cái quyền hành của ông, chấm dứt quyền hành của ông David đó. Issued a warrant for his arrest. Và còn có cái warrant là cái trác tòa đó để mà bắt ông David. David fled into Venezuela's treacherous southern jungle. Đó. Eventually, là ông đi về phía rừng phía miền Nam ấy. David reached Brazil where he was và welcomed. Ông đến Brazil rồi đến arms. Ông được chào đón ở Brazil. Today David lives in exile in the United States. Và bây giờ ông David ông đang đang là lưu vong đó
ở nước Mỹ. To speak up và ông tiếp tục ông nói lên cho người dân tộc Venezuela. David is the third generation of his family. Và ông David là cái thế hệ thứ ba của gia đình ông ta, là đã rời khỏi cái đau thương của cái xã hội chủ nghĩa này. Và xã hội chủ nghĩa luôn, và xã hội cộng sản luôn. Và ông nội ngoại của David cũng đã rời khỏi Soviet Union vào năm 1927, và má của ông, cha của ông đã rời khỏi Cuba vào năm 1970. The difference I want to have for my father. Và ông David ông nói, tôi muốn cha của tôi và ông nội của tôi là phải go back to my country, là về Venezuela. Grandparents never went back to Cuba. Là đừng có go trở về với Cuba. Father has not been back to Havana. Và ba của ông đã không trở về thủ đô Havana của Cuba nữa. I hope I can soon return to Venezuela. Và ông hy vọng rằng ông sớm trở về với Venezuela. Well, I think that will happen, David. Ông tổng thống ông nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra đối với ông David. Thank you very much, David. I think it'll soon happen. Cảm ơn David, và ông nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra, tại vì cái David lòng can đảm của David đã làm cho mọi người mà có cái cảm hứng đó. Và không phải chỉ có David mà nhiều người ở trong cái phòng này, là những người này cũng Venezuela nhiều lắm, thì họ cũng muốn trở về quê hương của họ. Nếu mà quê hương của họ không cộng sản, thì quý anh chị em biết á, ở hải ngoại này đó 5 triệu người, mà TV có 256 có thể khẳng định với quý anh chị là mỗi người Việt Nam đều yêu thương quê hương của mình. Mà cái quê hương của mình mà sau này mà được tự do và dân chủ đó, TV nghĩ rằng là đất nước của mình sẽ vượt bậc luôn. Tại vì mỗi cái người Việt Nam mà ở ngoài này đó, họ đều học hỏi những cái tốt, cái hay, cái đẹp. Và mỗi người Việt Nam đều có thể trở thành một đại sứ á. Một đại sứ là một người có thể vận động được tất cả những cái công ty, những cái tất cả những người Mỹ khác để mà giúp đỡ cho cái đất nước Việt Nam. Thì quý anh chị em nghĩ là cái đất nước Việt Nam mình sẽ mạnh đến cỡ nào trong mấy trăm cái quốc gia trên toàn thế giới như vậy. Người Việt Nam lúc nào cũng thương quê hương và cũng giúp đỡ cho quê hương hết đó. Không có ai mà bỏ quê hương của mình được hết đó. Ai cũng có lòng yêu nước, và người Việt Nam hải ngoại cũng có lòng yêu nước, thì giúp đỡ tối đa thôi. Mà bây giờ giúp đỡ sao được? Chẳng lẽ giúp cho cộng sản? Làm sao mà có thể mà mình giúp cho cái thằng mà nó ác độc như vậy? Một thằng mà nó độc tài như vậy, mà một thằng nó toàn là đưa những người ngu dốt lên để mà cầm quyền không? Thì làm sao mình có thể mình giúp được? Thành ra đó, TV tin tưởng rằng đó, 5 triệu người Việt hải ngoại này đó trở thành 5 triệu người đại sứ. Người đại sứ đó là người đó, tại vì mỗi người Việt Nam có cái khả năng để mà đi vận động tất cả những cái người mà bản xứ. Người ta có thể đi vận động nhà thờ, người ta vận động hội này, hội nọ, cả trăm cả ngàn hội ở bên nước Mỹ này. Rồi người ta có thể quyên tiền để giúp đỡ cho cả toàn dân tộc Việt Nam, thì sớm muộn gì đất nước Việt Nam phải sẽ giàu có. Không có cách gì mà không giàu có được ấy. Còn cái chế độ cộng sản nó mang đến nghèo đói, làm sao mà người ta đủ can đảm để người ta đưa tiền cho cộng sản được?
Tại vì cộng sản nó nội mà giúp đỡ cho người dân nó cũng không chịu nữa, nó muốn phải giúp đỡ qua cái bàn tay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Rồi làm sao mà người ta giúp được? Thấy không? You see it coming to the end. You see it really coming to an end for the first time. For the first time you're seeing it. Because the United States, a true great nation, is behind you. Ông nói là cả một nước Mỹ, là nước Mỹ vĩ đại này đó, sẽ đứng đằng sau lưng của bạn David đó. And so as the United States stands up for democracy in Venezuela. Và vì thế nước Mỹ sẽ đứng lên cho cái dân chủ của Venezuela. We reaffirm the solidarity with the. We xác nhận chắc chắn rằng là sẽ đoàn kết với long-suffering people of Cuba. Tất cả dân tộc mà bị đang chịu đựng của Cuba và cả Nicaragua luôn, là người dân của Cuba, người dân của Nicaragua là những người rất là đáng thương, giống như người dân Việt Nam của mình thôi, chứ không có khác gì hết. Người dân thì rất đáng thương. And people everywhere living under socialist and. Và đó tất cả mọi người mà đang sống dưới cái chủ nghĩa cộng sản và cái chủ nghĩa xã hội, độc đáo chưa? Là ông nói Việt Nam đó, ông nói China đó, mà ông không muốn đưa tên thôi. Tôi nói trước đó, đừng có nói mà hôm nay đó tôi muốn dịch ra cái này để cho quý anh chị em ở trong nước để hiểu rằng cái ý của ông Trump là như thế nào. Thấy không? Ông nói là ông giúp cho cái toàn dân của những cái nước mà xã hội chủ nghĩa hoặc là communist, và trong đó có Việt Nam rồi, tại vì cái đảng Cộng sản Việt Nam chưa đổi tên mà. Việt Nam thì thấy Cộng sản quá rõ luôn, tại vì đảng Cộng sản chưa có đổi tên. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vậy, chưa có đổi tên. Mà người ta đã kêu lần đổi tên bao nhiêu năm rồi, không chịu đổi tên. Đúng không? Tới bây giờ, càng ngày thì càng chết thôi. Chỉ có từ chết đến bị thương thôi. Lấy cái cờ búa liềm của Liên Xô, mà Liên Xô nó sụp đổ rồi mà vẫn còn tiếp tục. Nhục nhã. Nhục nhã cả một cái chế độ, không có một cái người nào mà đủ ra mà để vẽ một lá cờ riêng cho cái đảng của mình, phải dựa vào cái đà cờ búa liềm của Liên Xô. Nhục điều đó, cái cờ đó người ta đã quăng sọt rác rồi vẫn còn tiếp tục dùng làm cờ đảng của mình. Thấy không? Chế độ. Thấy không? Thì đó, ông toàn là nói socialism vậy là, đúng không? Là nước Mỹ này đó, again deliver every simple message. America, là ông đưa ra cái thông điệp đó, will never be a socialist country. Cái thông điệp của ông là nước Mỹ không bao giờ trở thành một cái quốc gia mà theo chủ nghĩa cộng sản. Ông khẳng định điều đó. Và mọi người ta quan hô ông quá sức trời. Nhờ có không cộng sản, nhờ có không phải socialist, nước Mỹ nó mới mạnh hùng mạnh như bây giờ. Nó đâu có ngu đâu mà nó đi theo cái xã hội chủ nghĩa được. We are born free and we will stay free now and. Ông nói là chúng ta là đều là sanh ra free, tự do, thì chúng ta sẽ sống tự do bây giờ và cho đến
forever, cho đến muôn đời. Forever. We know what freedom can do in Venezuela. Chúng tôi muốn biết rằng freedom có thể làm ở nước Venezuela. Because we have seen that future. Vì chúng tôi thấy cái tương lai. Right here in Doral. Ở Doral là cái chỗ mà ông đang nói chuyện thì phải. What freedom can do in Cuba. And we know that what freedom can do in Cuba. Đó là thấy tự do đang khởi sắc ở Cuba đó. We have seen that future right here. Và chúng ta thấy cái tương lai ở đây, ở Miami nè. In Miami. In Miami. We know what freedom can do in Nicaragua. Là chúng ta thấy tự do đang làm việc ở Nicaragua. Because we have seen that future in Sweetwater. Và họ đã thấy cái tương lai ở Sweetwater. Sweetwater là cái chỗ mà Nicaragua nổi dậy chống lại cái bọn độc tài đó. And one day soon, with God's help, we are going to see. Và đến một ngày nào đó, Thượng Đế sẽ giúp đỡ. Chúng ta sẽ thấy những người sẽ làm ở Caracas là thủ đô của Venezuela. Managua and Havana. Và Managua là thủ đô của Nicaragua. Và Havana là thủ đô của Cuba. And when Venezuela is free and Cuba is free. Và đến lúc mà Venezuela tự do, được tự do và nước Cuba được tự do. And Nicaragua is free. This will be. Và nước Nicaragua được tự do. Become the first free hemisphere. Là sẽ trở nên một cái bán cầu tự do, nửa bán cầu tự do. In all of human history. Là trong cái lịch sử của nhân loại. It was my great honor to be with you today. Thật là danh dự cho tôi hôm nay với các bạn. And the First Lady's great honor to be with you today. Và đệ nhất phu nhân cũng rất là danh dự đang ở với các bạn. We are winning. We are winning on every. Chúng ta đang chiến thắng và chúng ta đang chiến thắng trên tất cả mặt trận. God bless you. God bless the people. Cảm ơn các bạn và Thượng Đế sẽ giúp đỡ cho dân tộc của Venezuela. Bless the people of Cuba. Và Thượng Đế sẽ ban ơn phước lành cho dân tộc Cuba. Bless the people of Nicaragua. Và Thượng Đế sẽ ban phước lành cho dân tộc Nicaragua. And God bless the United States of America. Và Thượng Đế sẽ ban phước lành cho dân tộc Hoa Kỳ. Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Sự thật thì TV mệt thiệt, nhưng mà bắt lại được rồi, cái thôi ráng nói chứ để ngày mai rồi mất công nữa, rồi mình đặt lưng xuống là mình ngủ rồi, ngày mai không biết mình có làm được không. Thành ra sẵn đây mình làm luôn chứ không phải là chẳng lẽ là mình nghĩ cũng bỏ lỡ. Thành ra cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ha, gần 2 tiếng đồng hồ. TV 256 xin mến chào quý anh chị em. Và xin chấm dứt tại nơi đây.